Vâng, hello, xin chào tất cả các bác nha. Giờ cũng đã 12 giờ rồi, thì em qua để các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp những sản phẩm cập bến ngày 8 tháng 10, nay ngày 8 nha. Hình như có như cái video sáng em nói lộn ngày 7 đó. Dòng này là một model hình cao nhất của dòng 309, đó là 309X nha các bác. 309X chuyên trị dòng loa cổ như của Ribe, loa Nhật, loa Âu. Mà đặc biệt của nó đánh Ribe rất là hay nha các bác, hoặc là những dòng loa Mỹ cổ. Và thứ hai, nó rất là sang và lịch lãm nha, rất đẹp, thiết kế cực kỳ tuyệt vời. Những dòng của Lukman đời cổ chuyên nghe nhạc vàng, chi tiết và nhạc trữ tình, có tiết tấu chậm rãi thì các bác lựa chọn những dòng này. Tiếng ra rất là dày, và nghe nhạc trữ tình nhạc vàng là ca sĩ ngày xưa thì phải dài tiếng thì nghe nó mới chân thật nha các bác. Đây là 309X rất là mới nha, mới kiên công luôn. Hiện tại bây giờ là chị miền Nam có một con miền Nam, em miền Trung nha, miền Trung đẹp nhất thời điểm bây giờ. Đấy, rất là mới nha. Về phần mặt mũi thì các bác biết rồi, em chuyển rất là kỹ những sản phẩm cao cấp để các bác vừa nghi vừa trưng bày. Giá cả em cũng đã cân đối rồi, con này em sáng báo giá rồi nha. Các bác theo dõi kênh, hãy cách ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Nhìn rất là đã, rất mới. Đây là phía trên vô gỗ nha. Vô gỗ nó đặc biệt là cái văn gỗ như là gỗ kiểu như cây trắc nha các bác. Cây trắc ở Việt Nam mình á, cây trắc á, rất là đẹp nha. Úi da, ngắt ngay khỏi tay nha. Giờ em sẽ mở cho các bác, chưa sáng giờ chưa mở bên trong rồi. Mà hàng hóa này em biết trước hết rồi. Đẹp. Hàng đẹp mới nhập về cho các bác. Các bác thấy trạm lo nó mới tròn. Chỉ có một con duy nhất nha các bác, một con duy nhất. Hầu như là về con nào là các bác đều alo chốt sản phẩm. Quá mới đi. Rồi sau đây mời các bác xem ruka nha. Vâng, bây giờ em sẽ mở 6 ốc này ra, các bác xem bên trong. Vâng, đây là phía dưới của sản phẩm nha các bác. Đây, tất cả ốc còn niêm phong keo đầy đủ hết nha. Đây, mặt cực kỳ là đẹp luôn nha. Sexy là 7 màu nha các bác. Đây là nó ở dưới hai cái thanh thanh gỗ nên nó có dơ nha. Thanh gỗ nó áp này, dàn ốc này. Này, rất là mới nha các bác. Đây là feature của một em này, sẽ tăng phô xuyến đời cao cấp nhất, tăng lên phô xuyến và tăng hai tụ lục nguồn. Đây, các bác thấy sexy nha, rất là mới nha các bác. 7 màu, dòng này sexy 7 màu, tất cả là nguyên zinc hết nha, quá là đẹp. Tăng phô còn nguyên nước sơn tĩnh điện nha các bác. Có thấy sexy không? Rất là mới luôn nha, đẹp luôn. Rồi các bác nào chốt thì alo. Một con máy 309X rất là mới và cực kỳ là xuất sắc.